Xin chào các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay là ngày 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 cuối tuần đó, cuối tuần nên là mình đi chợ chợ Việt, mình đi hai chợ lắm, cả chợ Việt cả chợ Tây. Nên là mình đi chợ về rồi, bây giờ là mình phải là sơ chế, vì một tuần là mình chỉ đi chợ một lần thôi, thậm chí là hơn nữa, hoặc là hơn hơn hai, khi hơn hơn một tuần mình mới đi chợ một lần. Nên mình đi chợ xong cái là mình phải về, mình phải sắp xếp đồ ăn sao cho nó hợp lý, cái nào mình ăn trước vẫn ăn sau, với là mình phải sơ chế thức ăn nữa. Mình thức ăn của mình là mình cái tính của mình là mình phải sơ chế thức ăn xong rồi mình mới là bỏ vô cái tủ tủ đông, chứ có nhiều người họ làm ngược lại, họ cứ mua về rồi họ cứ để vô tủ đông, họ để vô tủ đông rồi khi nào ăn thì đem ra sơ chế. Mình thì không thích như vậy. Bây giờ là cả một quá trình mình làm, nghe mọi người, mời mọi người theo dõi nha. Đây là mình mới đi chờ về, đây là một đống nói chung mình mới chuyển vô từ ngoài nhà vào đấy, từ ngoài xe vào, gồm có nói chung thực phẩm và rau củ quả. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sơ chế. Còn đây là đồ này là đồ thịt với gà với cá. Mấy đồ này là sườn, là mình mua hai miếng sườn, à nghĩa là bụng, nghĩa là nguyên cả sườn mà nó như nguyên cả con heo á, hai bên luôn đấy, sườn non đấy. Với là một bịch tim tim gà. Bây giờ mình với cá nữa, cá này thì người ta làm rồi nên thì mình sẽ cho vô tủ đông. Còn những cái cá nào mà ngón như cái cá này thì mình phải là làm xong, giống như cá này này, cá mà cá nguyên con này này thì mình phải làm xong, vì cá này cá đã đóng bịch, đã hút chân không rồi thì nó rất là sạch. Còn cái cá này mình mua rồi người ta làm cho mình đấy, bây giờ mình mà rửa qua rửa sạch rồi mình cho vô tủ đông. Một khi nào mình ăn thì mình đem ra mình ướp rồi mình ăn thôi, mình xả xong nó mình ướp. Thịt cũng vậy, thịt bò thịt heo gì cũng vậy, xương xương bò xương heo gì cũng vậy hết á. Mình mà rửa qua đã, mình rửa xong là mình mới cho vô tủ tủ đông. Mình phải sơ chế, mình phải rửa cho sạch đã, vì một tuần mình đi chợ một lần à, nên là phải là dành thời nhiều thời gian cho cái khâu chế biến này, ở cái khâu rửa này, cái khâu rửa này nhất cũng là một tiếng đồng hồ đó. Đây là cái bịch sườn sườn non, vì sườn non nó nói chung là rất chi là dễ ăn, mình rim cũng được và mình nướng cũng được và mình nấu canh cũng được, nói chung là nó rất chi là dễ ăn nên mình mua là mua số lượng là cũng khá nhiều. Mình mua hai, nói chung nguyên là con heo là hai bên luôn đấy, mình mua là mua nguyên cả hai bên luôn. Đây các bạn nhìn thấy không, bây giờ mình rửa xong cái rồi mình cho vô bịch Ziploc, mình mà rửa rồi mình cho vô nơi mình mà sơ chế đi đã, rồi bây giờ mà mua về mà bỏ tủ đông đấy thì nó hơi dơ, mà nấu tiền nữa, bữa khác nấu ăn bừa lắm, bữa khác còn đem nấu ăn là cực lắm. Vì thế mình mà cái này mình rửa bằng nước lần nha các bạn. Cho ít muối vào, sườn thì mình rửa bằng nước muối. Còn nó, khi mà mình mà nấu ăn thì mình phải luộc nghe các bạn. Luộc sườn thì mình phải là xương xiết thì mình phải là có những cái tùy theo cái tính kỳ của mọi người nữa, và tùy theo cái hiểu biết của mọi người, vỡ là cái tính mà nấu ăn thì có người họ kỳ tính đấy, sườn là hoặc là thịt người ta luộc qua đã rồi người ta nghĩa là luộc qua xong cái rồi là người ta đi chờ, một tuần mình đi chờ lần à, nên phải là rửa qua sạch cho nó rồi nữa rồi mình sẽ cắt bỏ ít lóc. Ngày mà cuối tuần không đi làm, mình không mà không đi làm phù hồ á, mình phải đi chờ. Thế trong ngày nào mình mà đi làm phù hồ thì mình ghé chờ mình thì vợ mình đến xương gà hả? Xương gà thì nấu ăn trừ mà,
Đây là thịt ba rọi. Thịt ba rọi mình cũng làm như vậy luôn. Mình rửa qua rồi mình cho vô và lúc mà mình ăn thì mình rã đông ấy. Chứ bây giờ mà mua về mà để không nỡ thì mua về cái để mua tủ đông cái là ăn thì nó, nhưng là bao nhiêu vi khuẩn vi tiết thì nó. Giờ là mình phải cắt sườn ra, mình cho vô ziplock. Bây giờ mình sẽ cho vào bịt ziplock. Bịt nào mà để nhiều á thì mình để mình xào hoặc mình rim hoặc là mình kho hoặc mình nướng. Còn bịt nào mà ít thì mình sẽ dùng để nấu canh. Nói chung ngày chủ nhật hoặc là cuối tuần bên này thì không có thời gian, giống như là mình phải đi chờ rồi nấu ăn vậy. Đây là hôm nay thứ bảy à? Thứ bảy thì đi chợ. Còn chủ nhật là ví dụ mình không thì ở nhà nấu món gì ăn, bún bò hoặc là phở hoặc là nấu ăn cho nguyên đến ngày thứ hai thứ ba gì đó. Bên này ziplock thì mình phải mua nguyên thùng túi vậy. Đấy, to mà cho vô ziplock. Chứ ngày cuối tuần mà không đi làm là phải là vào đi, nói chung là phải đi chợ. Mình không đi chợ thì phải là nấu ăn, mà nấu đi chợ về là phải là chế biến nữa, phải là sơ chế để có nhiên liệu mà sau này mình mà mình đi làm mấy ngày khác trong tuần mình đi làm về á cũng đâu có thời gian nhiều đâu. Đi làm về khoảng 6 giờ mấy 7 giờ rồi thì mình, lúc đó mình sơ chế rồi là mình xả thì xả buổi sáng, mình xả buổi tối, mình xả rồi thì mình xả đã xong cái rồi là mình đây mình nấu thôi, nó rất là tiết kiệm thời gian. Rồi, thịt ba rọi này cũng vậy, thịt ba rọi này mình cũng là cắt ra. Mình cũng cắt ra, mình sẽ không tùy theo mình cắt sao nữa, nhưng mà mình tùy theo 3-4 miếng gì đó, miếng vừa vì chỉ có là nói cho mình tí theo cái bữa ăn của mình á, mình muốn nướng hoặc là mình muốn luộc hoặc mình muốn kho củ cải hoặc kho măng gì đó. Mình sơ chế xong đấy là mình rửa sạch rồi thì cho sẽ cho vô ziplock. Miếng thật to thì to vô cái to, cho vô ziplock rồi mình sẽ cho vô tủ đông. Lúc mà mình nấu ăn là mình chỉ cần xả đá ra cái là mình là xong rồi, chứ không cần phải là sơ, không cần phải rửa biết gì nữa. Đồ mình đã sơ chế xong thì mình sẽ cho vô trong
tủ đông. Đây, rất chi là nó nhân lọc. Một tuần là mình phải là đi chợ lần đó. Đây là thịt mới, chỉ là thịt bắt rồi với là sườn non. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình làm cá. Đấy, thời gian của ngày cuối tuần của mình là vậy đấy. Sơ chế hả? Bây giờ mình tiếp tục mình phải sơ chế 4 con cá này. Cái cá mình đã làm sạch rồi mình cắt ra. Cá này mình cắt xéo xéo. Cá này thì mình cắt xéo 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 để mình kho với thơm. Cá này đa số là kho với thơm. Cá này rửa là mình phải lấy mấy cái chỉ đen ra cho nó không là nó tân. Xong cái mình được cho vô để cho nó rò nước. Cho nó rò nước để rồi mình cho vô Ziploc. Cái đồ Ziploc này bên này cũng rẻ lắm. Mua cùng hộp và xài cả một tháng rồi. Cá này mình chia ra thành hai bịch để mình kho. Mình giúp lóc cho mình vào đây lại. Mình kéo cho nó cứng. Nó những ngày chủ nhật thì ở thành cuối tuần mà không đi làm thì mình hoặc là vào bếp về làm vậy thôi. Tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Muốn ăn cái gì thì mình làm một lần cho nó một chớ là nó vệ sinh nữa. Xong vịt cá. Bây giờ còn cá này nữa. Cá này mình rửa qua rồi muối thôi. Thì cuối tuần nó hai bịch cá này mình đã rửa xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho vô tủ đông. Đấy. Rửa xong, sơ chế xong rồi. Mình cho vô tủ đông. Để bữa khác mình mà kho á thì mình mà kho thì mình đem ra mình làm cho nó nhân. Kho ra cái là mình đem mình rã đông cái là mình có ăn rồi. Khỏi cần rửa, khỏi sơ chế nữa. Đấy, cho vô tủ đông rồi đó. Đây là vịt tim gà. Vịt tim gà này mình rửa qua rồi mình rửa xong cái là mình sẽ cho vào. Để cho nó rò nữa xong cái là mình cho vô Ziploc luôn các bạn. Vịt này còn 1 ký à. Nhưng mà xào cái thì nó teo lại rồi.
đấy, nó phải kín như vậy các bạn, nó phải kín như vậy. Xong cái mình sẽ cho vào tủ đá. Xong cái là mình sẽ cho vào tủ đá. Mình sẽ cho nó vào tủ đá này. Đây là cánh gà. Một nó quái tuần mà mình mà đi chờ là đây là cũng hơn 1 kg, 2 kg á. Đi chờ là một lần đi chờ là mua là đây là cánh gà các bạn. Phải rửa, sơ chế. Đây là bịt xương heo. Một cánh gà. Đây là bịt cân xương bò. Xương bò này để mình nấu phở. À cái gì đây? Cá đuối. Một lần đi chợ là chúng là mua là 2-300 đồng không à. 200 mấy 300 á. Từ nhà mình mà chạy đi chờ tầm cỡ khoảng 25 phút. Chờ thì nó cũng gần à. Con cá đuối này này. Con cá đuối thì mình có thể là yêu cầu người ta lột cái da được. Cá đuối á. Cá đuối ở biển này. Cá đuối biển đấy. Đấy. Để người ta lột da đi. Cá đuối này thì mình về mình chưng hoặc là mình nấu canh. Hoặc là mình nấu canh thơm, mình nấu canh thơm hoặc mình chưng mình hấp á, hấp xì dầu hoặc mình nói chung là luộc, cũng có nhiều cách chế biến lắm, nhưng phổ biến nhất là nấu canh, nấu canh hoặc luộc. Hai tuần đi chờ một lần lắm. Nên cũng không có thời gian nhiều đâu. Vì thế đi chờ về là cái gì là có gì là chế biến cái đó. Trong cái tủ. Mua về tủ thì bắt từ rồi cũng thế nè. Đây. Đây là một bịch cá đuối và một bịch xương. Cái móng heo. Nó cân hai cái qua mày nó cân hết. Mình sơ chế xong rồi mình cào lông với nó sạch sẽ xong cái rồi nó muối nó muối xong cái là một cái hộp hít lóc là 100 cái nên cứ xài thoải mái. Đây là con gà này nó con gà
gà này gà chạy đông á, gà này gà đi bộ, nên mình sẽ cũng là mình sẽ chặt ra rồi mình rửa sạch rồi mình sơ chế, mình cắt đầu cánh rồi mình chẻ đôi nó ra thì rồi mình sơ chế rồi mình cũng cho vào tủ đông. Thôi bây giờ mình phải làm cái giò heo này được các bạn, mình làm cái giò heo mình rút xương để mình bỏ lại mình luộc. Thôi xin chào các bạn nha. Bây giờ mình phải nấu ăn đã. Mình phải làm cái mình sơ chế ra cái này, cái giò heo này nè, mình phải làm cái giò heo này xong cái là mình phải là rút xương à. Rút xương xong cái là mình phải làm cái thịt bò này, cái nam bò này nè. Rồi thêm một bịch sườn non này nữa. Cái này đi chợ là mình mua hai bịch sườn non. Sườn non này vì hai vợ chồng cũng hay ăn cái này. Sườn non này thì cũng là vì nó nhưng mà nó cũng rẻ mà. Phải mua thêm cái này, mua làm một bịch rồi giờ thì còn thêm bịch nữa, nó lồi ra thêm một bịch nữa. Mua rồi xong rồi mình mua xong rồi làm nữa. Rồi còn ít ruột cái ruột non này nữa. Thôi, xin chào các bạn nha. Để bây giờ mình phải là đó là một cái quá trình một ngày chủ nhật còn ngày thứ bảy mình không đi làm phù hộ. Thì mình phải ở nhà làm cái gì? Thôi xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Bye bye các bạn.